Chào các bạn, đã đến với kênh channel về phần review dự án ICO của tôi ngày hôm nay. Thì ở video ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn về dự án Liquid Ace phân cấp. Đây là một nền tảng đa chức năng P2P, cách mạng hóa nền kinh tế kỹ thuật số. Để tham gia vào phần mua token, bạn có thể tham gia danh sách trắng ngay bây giờ. Tải các phần thông tin white paper, one paper của dự án để có thể nghiên cứu chi tiết kỹ lưỡng hơn về dự án này. Dự án này thì đang trong đợt bán cá nhân, sẽ bắt đầu từ 27 tháng 6 năm 2018. Để cập nhật thông tin mới nhất về dự án, bạn có thể để lại email ở đây. Hiện nay đối với chương trình tiền thưởng bán riêng, phần trăm bonus có thể lên tới 15% và bạn đóng góp tối thiểu sẽ phải là 10.000 đô. Và để yêu cầu phần bán hàng cá nhân này, bạn có thể gửi email qua email askmea@lq8.io. Liquid S là gì? Liquid Ace là một nền tảng đa chức năng ngang hàng, phi tập trung cho phép mã thông báo toàn cầu các tài sản Blockchain để trao đổi technology và cho vay giữa các thành viên cộng đồng. Liquid Ace sẽ làm cho tài sản trong thế giới thực chọn nên dễ tiếp cận và có giá cả cạnh tranh. Bằng cách tận dụng các tính chất độc đáo blockchain, chúng tôi thì đang xây dựng một cửa ngõ để kết nối các công ty khởi nghiệp, người tiêu dùng, which can be viewed by all parties. And every transaction is updated in real time, creating a reliable system of enduring accounts. Ưu điểm của dự án đó là đơn giản. Chúng tôi làm cho quá trình mã phân hóa thân thiện với người dùng và có thể truy cập được đối với người dùng có kinh nghiệm và mới. Bạn sẽ có được phần hiệu quả từ việc sử dụng hợp đồng thông minh để loại bỏ chi phí trung gian và quản trị kém hiệu quả. Các biện pháp an ninh mạng mạnh mẽ sẽ giúp chúng tôi bao gồm ID sinh trắc học, chương trình tiền thưởng. Các kiến trúc giả mạo hiển nhiên của blockchain là bất biến và công khai có sẵn trong thời gian thực. Bạn sẽ tuân thủ theo quy định, biết khách hàng của bạn và chống rửa tiền ở địa phương và quốc tế. Với việc tài sản toàn cầu sẽ được số hóa trên blockchain, Liquid Ace sẽ sử dụng hợp đồng thông minh và công nghệ blockchain để đưa các tài sản của thế giới vào blockchain. Thì đây là sơ đồ về phần vận hành của Liquid Ace. Đây là một mạng lưới các chuyên gia sẽ có trình độ cao. Liquid Ace sẽ cung cấp phần giải pháp mã thông báo hoàn chỉnh vào chuỗi cung ứng cho phép các tài sản thế giới thực được mã hóa một cách liên mạch và an toàn. Đầu tiên sẽ là chủ sở hữu nội dung địa điểm cộng đồng của Liquid Ace sẽ yêu cầu tài sản thế giới thực phải được mã hóa. Thứ hai, giao thức chứng minh tài sản sẽ không có chuỗi sẽ được hiện triển khai. Thứ ba, nếu như các tài sản trong thế giới thực được phê duyệt để mã thông báo, một thỏa thuận điện tử sẽ được gửi đến nhà phát hành thẻ. Nếu nhà phát hành thẻ đồng ý với các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận điện tử, giao thức chứng minh tài sản trên chuỗi sẽ được hỗ trợ. Sau đó, những người tham gia có thể mua tài sản được mã hóa của họ theo sự kèm theo rủi ro. Đây sẽ là một nền tảng dịch vụ tài chính một cửa cho cộng đồng mật mã. Liquid Ace sẽ là một giải pháp đơn giản và thuận tiện cho cộng đồng mật mã có được các dịch vụ tài chính và quản lý và lưu trữ các tài sản mật mã và tài sản được mã hóa, tất cả trong một nền tảng duy nhất. Các tính năng của nền tảng Liquid Ace như là ví, đa tài sản, kết nối P2P, phần giao dịch exchange, P2P Interest Exchange, cho vay toàn cầu hóa P2P. Về lộ trình của dự án bắt đầu từ năm 2017, bắt đầu lên ý tưởng, đội ngũ, phần white paper, light paper. Năm 2018, lên kế hoạch về chương trình huy động vốn, ví, wallet. Năm 2019, sẽ phần áp dụng tại châu Á và Australia. Họ sẽ tiếp tục bản ví wallet 2v2.2 và chương trình lộ trình đến năm 2021. Chương trình với chi tiết bán hàng và phân phối mã thông báo. Con số sát ghép của dự án này hướng tới là 3 triệu đô, mục tiêu sẽ là 30 triệu đô và hết ghép của dự án này sẽ là 35 triệu đô. Tổng số nguồn mã cung cấp là 700 triệu token, mã thông báo để bán là 50%, tương đương là 350 triệu token. Tiền thưởng riêng, tiền thưởng trước khi bán sẽ là 15%, tương đương là 105 triệu token. Mã thông báo sẽ có giá là 0,1 đô, tất cả các mã thông báo chưa được bán thì sẽ bị ghi. Đây là phần sơ đồ về phần phân phối thẻ và phần phân bố quỹ. Số thẻ token để bán là 50%, tiếp theo đó sẽ là 15% cho đợt Blacklist, Private Sale, Bonus và cộng đồng xây dựng phần thưởng Aerobe. 15% tiếp theo cho phần dành riêng việc mở rộng trong tương lai. 13% dành cho người sáng lập, đội ngũ quản lý, 5% cho phần cố vấn và đối tác, 2% cho phần tiền thưởng.
Về phân phối quỹ, số tiền huy động được sẽ dành chủ yếu cho việc nghiên cứu và phát triển nền tảng chiếm đến 35%, tiếp thị và phát triển kinh doanh chiếm 20%, đầu tư và thanh khoản sẽ chiếm 20%, 10% sẽ là chi phí pháp lý và cấp phép, còn lại sẽ là 5% dành cho hoạt động và 5% dành cho phần bồi thường. Bạn có thể xem phần đánh giá của về dự án này trên ICO Holder hoặc Collect Check ICO. Dưới đây đó là đội ngũ cố vấn của dự án và đội ngũ thành viên của dự án. Trên đây đó là những thông tin review về dự án LiquidX. Nếu như bạn vẫn còn các thắc mắc, có thể để lại tên, thông điệp và gửi đến với dự án này. Họ sẽ trả lời các thắc mắc của bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video của tôi và hẹn gặp lại các bạn ở dự án tiếp theo. Xin chào.